Thưa quý vị, dịch bệnh đã và đang tác động lớn đến đời sống của người lao động, nhất là người dân có hoàn cảnh khó khăn. Dù vậy, với tinh thần tương thân tương ái, những nghĩa cử ấm áp trong mùa dịch vẫn được cộng đồng lan tỏa, cùng dìu nhau bước qua mùa dịch. Nhận được tấm phiếu nghĩa tình từ ban tổ chức của chương trình siêu thị mini không đồng, bà Cao Thị Huyền Nga, hộ gia đình khó khăn trên địa bàn quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng không khỏi xúc động. Bà tranh thủ đến mua những thực phẩm thiết yếu nhất cho gia đình. Nhờ sự quan tâm hỗ trợ của chính quyền, đoàn thể, các nhà hảo tâm, đến nay gia đình bà Nga vẫn cầm cự được qua mùa dịch. Một miếng khi đói, một gói khi no. Chứ dụ như mọi người mà ai cũng quan tâm với nhau thì rất là mừng. Vì nói chung là toàn bộ là ai cũng khó khăn. Thành ra nhận được cái gì thì tốt cái đó thôi. Đồng bào là tương thân tương ái. Thời gian qua đã có những phiên chợ không đồng như thế này được tổ chức, góp phần chia sẻ khó khăn với người dân lao động. Của ít lòng nhiều, mỗi người mỗi tay cùng dìu nhau bước qua mùa dịch. Mới đây, một siêu thị mini không đồng cũng tiếp tục mở cửa với sự đồng hành của BNG miền Trung, Thành đoàn và Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng. Với các nhu yếu phẩm, thực phẩm thiết yếu cùng một số vật dụng y tế, siêu thị mini không đồng này đã hỗ trợ cho hơn 300 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố. Với cái tình hình dịch bệnh hiện tại rất là khó khăn, do đó là BNG tổ chức chương trình vòng tay Việt, trong đó mở ra siêu thị mini không đồng. Với mỗi tấm vé nghĩa tình trị giá 200.000 đồng thì BNG hy vọng rằng sẽ giúp đỡ những người dân mà ảnh hưởng bởi dịch Covid sẽ có thể là mua sắm để mà cải thiện cuộc sống sinh hoạt mỗi ngày. Trong thời gian sắp tới để tiếp tục chăm lo cho thanh thiếu nhi, bà con có hoàn cảnh khó khăn thì thành đoàn sẽ tiếp tục tổ chức các hoạt động chăm lo bà con tại các khu cách ly trên địa bàn của phường Chính Gián, quận Thanh Khê. Đồng thời thì vào ngày 1 tháng 8 thì thành đoàn hội ủng hộ thành phố sẽ tổ chức nhà sách yêu thương không đồng dành cho các em học sinh, đội viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn của quận Cẩm Lệ và quận Sơn Trà nhằm chia sẻ phần nào những khó khăn vất vả của bà con và thiếu nhi. Bên cạnh đó, để hỗ trợ tối đa cho người dân, đối với các trường hợp già yếu gặp khó khăn trong việc đi lại, các tình nguyện viên của đoàn thanh niên các phường sẽ liên hệ để lên danh sách vật phẩm cần mua, sau đó đến nhận phiếu, mua hàng và mang hàng đến tận nhà cho người dân. Trong tình hình dịch thì ai cũng có khó khăn riêng của mình. Thì với cái siêu thị không đồng này thì cũng hỗ trợ một phần nào cho bà con vượt qua được cái dịch Covid. Trong những lúc khó khăn, sự chung tay góp sức cùng với chính quyền của các đoàn thể doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong công tác an sinh xã hội là vô cùng đáng quý, qua đó tiếp thêm sức mạnh để người dân có hoàn cảnh khó khăn vượt qua thời điểm dịch bệnh này.